BTS trở thành tâm điểm với trang phục sân bay cực chất. Nam thần tượng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài sang trọng như ngôi sao nhạc rock tại sân bay Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 6, Taehyung trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất khi có mặt tại sân bay Incheon rời Hàn Quốc để bay ra nước ngoài tham dự sự kiện với diện mạo mới. Giọng ca Scenery diện cho mình bộ outfit với tông màu đen chủ đạo làm nổi bật bộ tóc mới toanh của mình. Celine Boy mặc một chiếc áo phông Pink Floyd đơn giản phối cùng quần bò đen, về cũng khéo léo kết hợp cùng một số phụ kiện khác như kính râm và tai nghe đeo cổ. Được biết, gần đây nam ca sĩ 27 tuổi có lịch trình làm việc bận rộn khi thường xuyên có mặt tại sân bay chỉ trong 2 tuần qua. Trên Twitter, fan hâm mộ dành những lời chúc tốt đẹp đến ca sĩ 9X với dòng hashtag #HaveYouSeenFlyTaehyung, hiện trở thành xu hướng ở vị trí số 1 trên toàn cầu.